Xin chào quý cô bác và quý bà con kính mến. Hôm nay là một buổi sáng rất đẹp trời ở Mỹ. Không khí bên ngoài rất là ấm áp. Nhưng mà tôi vẫn lạnh, bởi vì sao? Xứ người ta mình chưa quen khí hậu. Thì nhiều người thắc mắc là đi trên những cái đường freeway á, thấy có những cảnh những người đi lượm rác ngoài freeway. Cụ thể là làm sao? Có phải là cái nghề hay không? Rồi bây giờ mời cô bác đi theo Hiếu để coi họ đang làm gì nha. Rồi cô bác theo em nha, em xuất phát từ chỗ một cái cây xăng gần nhà. Đó, em sẽ đi khám phá coi ở ngoài freeway người ta đi lượm rác ngoài đó là lý do tại sao và như thế nào. Trước mặt các bạn là một ông già Mỹ, ông chạy một chiếc xe của Đức. Đó, và ông đang chùi rửa cái xe, bởi vì bên đây sau mùa đông rồi xe cộ người ta đi người ta rửa cho nó sạch sẽ. À, những người già bên đây đi xe xịn không, tại vì họ dư tiền. Còn những người trẻ thì xe xịn chết luôn á. Cũng có những trẻ giàu chứ già thì họ giàu, họ có tiền. Cái khu này là khu bán những cái xe hơi đây các bạn. Toàn là những xe xịn không à đó. Ở đây thì vừa bán xe mà vừa cho thuê xe, mà đa số là xe của Mỹ. Rồi vẫn có xe của Nhật nữa. Nhưng mà người Mỹ thì họ xài xe Mỹ thôi, xe Ford, xe Dodge, Jeep, Jeep, Ram. Rồi thôi chuyện của người ta đi. Ở đây nè, cái tóc sai phải dừng, là không dừng là nó trong cái tích cực là vượt cái tóc sai, là tương ứng với vượt đèn đỏ đó. Tới đây thì mình dừng mình thấy không có xe đi thẳng đó, ngang đó, thì mình được quẹo, và thằng nào đến trước rồi đi trước đó. Rồi bây giờ tôi phải chờ thằng bên kia nó quẹo trước, là tới tôi quẹo đó các bạn. Tôi quẹo đó, rồi con nhỏ kia sao phải chờ đi cưng. Rồi, tới đèn xanh đèn đỏ đây, mình đi xuống cái đường freeway cho các bạn coi nha. Cái đèn vàng chớp chớp nó kêu mình phải gieo yêu chứ yêu. Rồi đèn đỏ rồi dừng luôn, hết yêu được rồi. Đèn đỏ dừng luôn, rồi bây giờ chờ cho nó tới phiên mình đi. Rồi cô bác quý ông, sau khi chờ đợi hết 5 phút, không dám hó hé, không dám bóp kèn, không dám chửi rủa thì mình cũng được đi, bởi vì đèn xanh đèn ưu tiên của mình. À, mà văn hóa giao thông của Mỹ là vậy đó, rất là lịch sự và rất là đàng hoàng, ai đến trước đi trước, và nếu mà đèn xanh mà mình không đi mình sớ rớ là bị bóp kẹt chửi ngay. Rồi bây giờ tôi mời các bạn xem nha, trên cái tấm phải của tôi nè, tới cái đường đi xuống freeway nè, tới đây đèn xanh là đèn ưu tiên của tôi nè, tôi sẽ quẹo nè các bác, cô bác coi nha, chú ý cho kỹ nha. Bên tay phải nè, cô bác có thấy những người đang lượm rác ở dưới kia không đó, cô bác thấy không? Người họ đang lượm rác đó, mà cái bịch rác đó, những người đó đang lượm rác ở trong lề đó, họ mặc cái áo xanh đó, bạn thấy không? Đây, họ là ai? Từ tôi kể các bác nghe, vì mình xuống freeway, mình nghiên cứu freeway cái này coi nha. Tốc độ chạy freeway này là 65 mai, rất là nguy hiểm, trên 110 cây số một giờ đó. Và mọi người nói, ô đường xá của Mỹ sao mà nó sạch quá vậy, người ta không có dục rác ngoài đường. Tầm bậy, có hết đó, chứ mà không có đâu. Ở đâu cũng có những người vô ý thức, hoặc là đôi khi vô tình gió bay nó kéo cuốn rác đầy ở ngoài đường, chứ mà không có đâu, có hết. Nhưng mà có những người âm thầm lặng lẽ, họ rất là nguy hiểm, họ ra ngoài này để họ đi dọn rác, và hầu như là tuần nào cũng có ít nhất là 2 lần người ta đi dọn rác ngoài này các bạn. Bạn nhìn đi đó, người ta đang dọn rác đó, thấy chưa? Người ta đang dọn rác, người ta lụm, người ta bỏ vô bịch, người ta dục đây nè, bịch rác nè. Thì có xe họ đến, họ thu, họ đi dục, đi đổ hai bên đường luôn, hai bên. Và bạn đi suốt con đường này là hầu như chỗ nào cũng có người lụm rác như vậy. Họ là ai? Chờ đi rồi tôi sẽ cho các bạn biết họ là ai. Bây giờ mình đi xuống đây, bây giờ tới freeway mình phải quẹo xuống các bạn, quẹo xuống để mà vòng lại quanh kia đi một đoạn, các bạn thấy thôi, xăng không mà nhiều mà đi hết cho các bạn thấy nguyên đường này tới gần 50-60 mai, nguyên đường thì đi thẳng hoài đó, thôi đi đoạn cho các bạn thấy được rồi nè. Trong ngoài đều có người hết, bạn coi trên kia cũng có người nè, phía bên tay phải em, tay trái em là cũng có người nè các bạn, đó cũng có người lụm rác nè, thấy không? Đó, trên kia cũng có người lụm nữa kìa, chỗ nào cũng có hết á. Nếu mà cô bác thương em thì cứ ủng hộ và
và giúp đỡ em bằng cách donate cho em một số ít chi phí để có xăng cộ đi vòng vòng để quay cô bác. Hôm nay vậy là quay là lén vợ đi quay đó. Cái vợ mà nó biết nó chửi cha lên, nó nói mẹ ở không á. Rồi mình đi đây ha. Qua đây em vòng lên phi quay phía trên cũng có người lụm nữa. Rồi. Bực nhất là đèn xanh đèn đỏ. Dính cái là dính hoài luôn á, Mỹ này kỳ á. Chỗ này phải đi nhanh thôi, thôi nó đỏ này nhanh lắm, nó tắt đèn đỏ nó nhanh. Quẹo một cái qua. Mỗi lần mà muốn vòng lại là phải đi vòng xuống một cái exit rồi quẹo lên, tốn một đoạn đó các bạn. Nhưng mà cố tình đi để quay cho các bác coi về cái cảnh này. Rồi bây giờ em quẹo đây nè, em chạy lên cái khu khác của cái freeway. Rồi em quay phía bên tay phải tiếp cho các bạn coi nha. Tại muốn tôi lấy bên tay phải thôi đó. Dẫn đèn xanh đèn đỏ chán ghê luôn. Tiếp tục thấy không, đây mà dính cái đèn xanh đèn đỏ là liên tục dính hoài à. Đó, qua Mỹ này ghét chứ, đèn xanh đèn đỏ đó, đi mà gặp đèn xanh đỏ là cứ dính hết chỗ này kia. Nãy giờ mất hết 10 phút ba cái đèn đỏ nè, bạn thấy không, hai bên rác hai bên người ta lụm rồi đó, người ta dùng rồi đó. Rồi bây giờ các bạn chú ý coi nha, cũng bên tay phải của em nha, là các bạn sẽ thấy người ta đi lụm rác ở trên cái freeway. Bên kia có người lụm, bên đây cũng có người lụm đó, người ta lụm nè, người ta mang rác tới là xếp thành bao người ta dùng đây nè đó. Các bạn thấy chưa, tụi nó có sai không đó, nó có sách mắt chứng nha đó. Toàn là người Mỹ không á, Mỹ da màu có, Mỹ da trắng có đó, người Mỹ có, nhưng mà châu Á Việt Nam thì họ ít thấy. Tại sao như vậy? Rồi không tin lên đây coi thêm vài người đi mà thấy không, chỗ này nè tốc độ bên trong là emergency là không được chạy vô, mà người ta lượm mình lượm trong lề đó. Hai bên là cỏ, cỏ đó phải mọc dương nhiên đâu, cỏ đó người ta trồng hết đó cho nó đẹp á. Mà rác thảy đây là lượm thường xuyên, cho mà bạn vô bạn khảo sát thì rác trên đầy có hết, tại mình nhìn không thấy thôi nè. Đây là đây những người Mỹ mà có người da màu, người da trắng là họ tụm lum tụm ba họ nói chuyện nè, họ thấy không, đây có người Mỹ và người Mỹ da màu mình họ lượm rác nè. Rồi lên đây nữa cho bạn coi, cái bảng này là chỗ đó có thực phẩm rồi, tới quảng cáo sắp tới ở trên cái ngã rẽ có cái gì á. Đây chỗ này nó quảng cáo chỗ đó là gì, sắp sửa có bệnh viện vô exit 110 cái bệnh viện là nào hấp cái thồ rồi nào đó. Rồi bây giờ quẹo đây đi, cái đường này exit 110 nó báo trước thấy không, anh vô. Rồi ở đây nè cũng có người, nãy không tôi vòng lên vòng xuống mà coi hai ba lần để mà vô cái exit này chở ra đó, nãy bi bên kia nãy giờ đi bên đây. Đây ở đây có được hai người nữa cũng đi lụm rác, nó chia ra từng khu từng khu đó, có những người lụm rác. Rồi thì bây giờ sau khi xong rồi bây giờ mới nói cho bạn biết họ là ai nè. Thưa các bạn, thưa các bạn họ là ai, họ là ai, thưa các bạn họ là ai vậy, họ là ai? Họ là những người làm thiện nguyện. Đa số người Mỹ đây họ cái tinh thần làm thiện nguyện rất là cao, một tuần như vậy có khi một tháng hoặc lâu lâu họ làm thiện nguyện. Tiếng Mỹ nó gọi là làm volunteer đó, thường những người lớn tuổi và đa số là những người Mỹ trắng. Họ làm thiện nguyện là họ đi ra họ lụm những cái rác đó để mà giúp cho cái môi trường sạch xanh. Bạn hay đến những công viên, họ cũng hay trồng cây, đến những cái quốc xa lộ này họ hay trồng cây, họ làm cái đó. Và có người thì họ vô trong mấy chỗ nursing home á, họ giúp cho những người già neo đơn. Nói chung người Mỹ thì được cái là họ rất chịu làm thiện nguyện, và đó là một trong những cái văn hóa của họ. Bên cạnh đó, cái này nói phải nói cho chúng nè, chứ mất công là nói bậy là bị chửi nè. Bên cạnh đó cũng có những trường hợp mà đi lượm rác ở ngoài đường như thế này, đó là những người bị phạm luật, bị phạm tội mà nhẹ thôi, mà theo Việt Nam mình cái từ nó gọi là đi bị bắt đi lao động công ích là có những người ví dụ như lái xe uống rượu, hay là những người mà bị tù treo sắp, hoặc là những người mà sắp được tha nhân thứ, có những người mà nói thẳng là những cái tội nhẹ thì bắt đi làm lao động, hoặc là những người mà bị phạm cái tội mà không có tiền á, không có tiền đóng thì chính phủ họ bắt nè đi lượm rác rồi tính giờ, ví dụ giờ nhiêu rồi đó rồi trừ vô cái tiền phạt đó. Có trường hợp đó nữa, nhưng mà phần lớn là người ta đi lượm rác ngoài này hoặc người ta làm mấy chuyện công cộng này là những người thiện nguyện, họ làm những việc gọi là làm thiện nguyện đó. Thì sống ở Mỹ thì biết chuyện gì chia sẻ chuyện đó, đôi khi nhiều khi em nói cũng có thể không chính xác. Có thể đối người này, tại vì nhiều tiểu bang thì có thể có khác nhau, nhưng mà riêng cái tiểu bang của Hiếu đang sống này đó thì có hai trường hợp đó thôi, những người mà đi làm mà thấy lượm rác ngoài đường như vậy đó. Còn mấy chỗ mà làm công cộng như là công viên đó thì không biết nha, tại hỏi thì thấy làm thiện nguyện rồi, chứ không có trường hợp là đi
vi phạm tội nhẹ mà bị phạt. Thì ở đó thì người ta đi làm thiện nguyện là ra họ lượm rác bỏ vô bao, mà họ làm rất là vui vẻ và rất là âm thầm lặng lẽ, họ không có gần rần gì hết á. Họ dục đó thì có một người khác, cơ quan khác họ đến họ thu gom những rác họ đem họ đi đổ. Còn có những dạng trường hợp mà nếu mà bạn thấy á, trường hợp mà bạn thấy sẽ có những người mà bị gọi giống như là bị phạm tội nhẹ đó, thì có một cái người họ đậu cái xe ở trong lề, mà xe đó là giống như là xe cảnh sát vậy đó, họ đứng từ xa họ giám sát, nghĩa là một cái khu vậy có một vài chiếc xe đứng, và thường là xe cảnh sát đứng giám sát người đó coi có bỏ trốn hay là có làm đúng hay không. Thì trường hợp đó là những cái người mà phạm tội mà bị phạt hoặc là không ít. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe em lảm nhảm nãy giờ, dẫn các bạn đi lòng vòng từ chỗ phi quay này qua phi quay kia rồi đi về, rồi coi cảnh em lái xe nữa. Hy vọng là chia sẻ để cho quý vị biết thêm về cuộc sống bên Mỹ là như vậy đó. Vừa rồi thì nghe tin là ông Trump là cũng vừa muốn trục xuất 8.000 người Việt mình về Việt Nam. Nghe nói đâu là trục xuất những người mà đi sau năm 1995. Nhưng mà có những người á, vừa rồi trên báo chí có đăng có hai ba ông gì đó là đi qua Mỹ năm 1990, mà vì cái tội là bạo hành gia đình rồi uống rượu lái xe gì đó cũng bị trục xuất về, mà đang lao đao lận đận khổ sở ở Việt Nam bởi vì không biết làm gì, không có nghề ngỗng. Mà những người đó nghe nói đâu là họ là những người con lai. Thì cụ thể là sao để Hiếu tìm hiểu xong mới chia sẻ với quý vị những cái video sau nha. Thôi về tới nhà rồi, bây giờ vô làm việc thôi, nói nhảm hoài vợ nó chửi chết à. Rồi thôi, cảm ơn các cô bác và các chị, xin chào và hẹn gặp lại. Don't stop.